trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ việc đầu tư hạ tầng hoàn thiện, nhất là về giao thông nông thôn và điện lưới quốc gia, người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, quy mô và cơ cấu sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến đáng kể, đời sống cư dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở các xã nông thôn mới phần lớn được đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Toàn tỉnh đã có 514 tổ chức cá nhân, hợp tác xã, trang trại áp dụng quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng, tạo chỗ đứng vững chắc cho nông sản trên thị trường. Nhiều mô hình nông nghiệp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Nổi bật, Bình Dương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch. Ngoài diện tích cao su với hơn 133.000 ha, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái có múi, tập trung ở các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng, Dầu Tiếng. Đến nay, diện tích cây có múi đạt hơn 4.300 ha, chiếm gần 70% diện tích cây ăn trái toàn tỉnh. Tiêu thụ về cái hữu cơ á, thì chúng tôi là tiêu thụ nói chung tuy nó ít, nhưng mà trong đó thì cái mặt hàng đó thì cái khách hàng rất là ưa chuộng. Tuy rằng cái nó không đáp ứng được do cái sản lượng nó còn thấp lắm, nhưng mà cái được cái chuộng là cái người sử dụng á, người tiêu dùng ta rất là thích. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển ở các xã nông thôn mới. Ngoài 3 khu do doanh nghiệp đầu tư, trên địa bàn tỉnh còn có 148 trang trại chăn nuôi gà, 255 trang trại chăn nuôi heo chất lượng cao, 45 trang trại chăn nuôi vịt đem lại giá trị kinh tế cao, tạo nên điểm sáng trong nông nghiệp của tỉnh. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển ở khu vực nông thôn, được nhiều chủ thể tham gia, sản phẩm ngày càng đa dạng phong phú. Và đến nay, toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Trong đó có 93 sản phẩm đạt 3 sao và 10 sản phẩm đạt 4 sao của 60 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác. Các sản phẩm được công nhận OCOP đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu ở các xã nông thôn mới. Hiện tại là hợp tác xã, từ vốn đóng góp của anh em là 7 xã viên đó thì đã xây dựng được 18 cái nhà kính, nhà lưới. Đó thì trồng các cái loại dưa lưới thì thời gian thu hoạch nó là khoảng 60 ngày là được một vụ, thì một năm tương đối là cho cái thời gian nghỉ đất luôn là một năm 4 vụ thì đem lại là trên 200 tấn một năm. Sản xuất nông nghiệp ở các xã nông thôn mới được đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung hàng hóa lớn đã đem lại những thành tựu khả quan cho ngành nông nghiệp Bình Dương với giá trị gia tăng bình quân 3% năm. Nhờ đó, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.